về phần mũi này. Cô đồng theo dõi sức khỏe sau khi tiêm 7 ngày. Các triệu chứng nhẹ, có dưới 39 độ, sau mỗi cơ thể. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Tình nguyện viên hướng dẫn sau tiêm theo phong cách trên máy bay hút triệu view. Mới đây, một nhóm tình nguyện viên được cho là tiếp viên hàng không được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự chú ý với dòng chia sẻ khi tình nguyện viên là tiếp viên hàng không hướng dẫn sau tiêm phong cách máy bay. Cụ thể, nhóm tình nguyện viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn người dân sau khi tiêm vaccine. Trong đó, một người đọc các hướng dẫn, hai người còn lại mô tả bằng hành động trực tiếp như hành động của các tiếp viên hàng không thường làm trên máy bay. Thậm chí những tình nguyện viên này sau khi hướng dẫn xong còn đưa tay lên hình trái tim để bày tỏ cảm xúc với người dân. Hành động cụ thể rõ ràng có phần dễ thương của các tình nguyện viên này nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Tôi cảm giác đang được đi một chuyến bay ghế ngồi hạng thương gia. Mình tưởng đang bay máy bay chứ, nhìn dễ thương quá. Cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã giúp đỡ mọi người trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hành động của các bạn thật đáng yêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.